Một món ăn có hình thức giống bánh xèo nhưng mà lại không phải là bánh xèo, đó chính là bánh khoái, một món ăn chơi khá đặc biệt của tỉnh Quảng Bình. Đồng Hới là thành phố thứ hai mà mình sẽ dừng chân nghỉ lại trong hành trình phút tour xuyên Việt lần này. Sau khi hỏi han tham khảo một hồi thì mình được các bạn ở đây dẫn tới quán tứ quý có địa chỉ nằm tại số 17 đường Cô Tám. Mình gọi một phần bánh khoái, bánh bèo tôm cháy và một đĩa bánh lọc trần. Mà mình thấy ở đây mọi người toàn gọi là bánh lọc thôi Chứ không ai gọi là bánh bột lọc như ở Hà Nội cả Chị chủ quán có chia sẻ là Món bánh khoái này thì khác bánh xèo ở tỷ lệ pha bột khi đổ bánh Cái khác thứ hai là ăn bánh khoái sẽ chấm cùng với cả nước lèo Đấy, cái nước chấm sệt sệt này sẽ được gọi là nước lèo Và nguyên liệu chế biến các món nước lèo này thì sẽ có thịt băm, gan, tương ngọt, cà chua và đậu phộng còn phần nhân thì mình vẫn thấy có tôm, thịt và giá Khi ăn thì cũng cuộn với bánh tráng cùng với các loại rau mình thấy món này thú vị ở phần nước lèo chấm cùng này nó có vị ngọt hơi ngậy mùi gan xào cà chua và thơm lừng mùi của đậu phộng món bánh lọc ở đây sẽ là bánh lọc trần và trần ở đây là trần với cả nước sôi để bánh lọc chín món này thì mình thấy thích lắm nó dai dai dẻo dẻo nhân bên trong có tôm và miếng mỡ giòn giòn ngậy ngậy chấm mắm ớt để tăng thêm hương vị của món ăn nữa nhá bánh bèo tôm cháy sẽ mềm mềm lúc đầu thì theo phép lịch sự ăn chung với cả mọi người thì mình lấy mắm ra bát riêng rồi gấp bánh bèo nhưng đấy thì không phải là cách ăn đúng và nếu không chăn mắm vào thì gấp bánh bèo sẽ rất dễ bị vỡ nát do bột bánh dính vào nhau chăn mắm vào thì mới chuẩn xong món này là còn có một món đồ uống cực kỳ đặc biệt sử dụng nguyên liệu là cây xương rồng rồi khuya khuya thì đi ăn thêm tô cháo canh chả giam nữa mai mình kể tiếp sau nhé đi lội lũ lụt miền trung mấy hôm nay mệt lả luôn rồi hồi trước xem tv thấy lũ lụt cũng chỉ biết là người dân miền trung vất vả khó khăn thôi nay chính bản thân được trải nghiệm mưa lũ mới thấy nó khủng khiếp đến thế nào đi rồi mới thấy yêu thương quê hương và những người dân miền trung đã gắn cả cuộc đời đấu tranh với sự khắc nghiệt chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe và vượt qua nhé